thông thường virus mà nó gây ra cái bệnh lý hô hấp ở trẻ con nó rất là nhiều, thì nó thường thấy nhất á, là các loại rhinovirus, rồi adenovirus, rồi virus hợp bào hay còn gọi là RSV, rồi cúm. Đó là những cái virus mà thường thấy nhất, nó lưu hành để mà nó gây bệnh hô hấp ở trẻ con á. Thì chúng ta biết rồi, cái virus á thì nó theo mùa, là bởi vì cái thời gian đó là cái yếu tố thuận lợi để cho virus nó phát triển, đặc biệt là cái mùa từ nóng nó chuyển sang lạnh á, cũng giống như là ở cái xứ ôn đới á, mùa lạnh thì nó sẽ bị nhiều hơn, còn ở xứ nhiệt đới thì nó bắt đầu chuyển mùa lạnh nó bị. Đó là do cái thời tiết đó là virus nó dễ phát triển hơn. Thứ hai mà đặc biệt ở Việt Nam mình á, là khi thay đổi thời tiết á, thì cái sinh hoạt của em bé nó sẽ không có tốt, nó dễ bị nhiễm bệnh hơn, sức đề kháng nó giảm xuống hơn, thành ra mình thấy là mỗi khi đổi mùa đó là con nít nó sẽ bị bệnh hô hấp rất là nhiều. Theo tôi thì cái bệnh hô hấp này nè, tôi hay nói thói quen đó là cái bệnh đến hàng lại lên đó. Chúng ta biết là con nít thì nó sanh ra rồi nó lớn lên ha, theo từng đợt cái đó. Nếu sanh ra lúc nhỏ chưa bị thì nó lớn, bắt đầu nó tiếp xúc môi trường nó sẽ bị thôi. Đó thì tùy theo cái mùa đó là cái tính lây lan nó nhiều hay ít, hay là cái miễn dịch của đứa trẻ như thế nào. Tuy nhiên năm nay thì so với năm ngoái thì nó không phải là chênh lệch quá mức đâu. Nó chỉ là cái tháng trước á, cái tháng trước thì nó không có mà tháng này nó nhiều. Chúng ta biết là cái thời tiết nó rất là quan trọng. Nhiều mưa nhiều, bắt đầu nó bớt mưa đi, bắt đầu nó chuyển qua mùa lạnh nó sẽ bị thôi. Thành ra chúng ta nghe là cái đợt dịch hô hấp này đó thì nó cũng không có gì mới đâu. Bình thường chúng ta biết là những cái mùa dịch hô hấp thông thường á, thì cái lượng trẻ em mà nhập viện hô hấp á, của một số bệnh viện nó có thể lên tới 300, 200 mấy 300, thì tùy theo cái cách mình phân bố thôi, mình cảm thấy nó đông nhưng mà thật sự đó là cái chuyện hết sức bình thường theo mùa. Chúng ta biết là con nít á, là bệnh hô hấp là rất là khó tránh nha, khó tránh có nghĩa là nó lớn lên khi nó đi sinh hoạt thì chắc chắn là một năm nó phải bị vài lần bệnh hô hấp. Cho nên mình phải hiểu là cái chuyện con của mình bị hô hấp nó không có gì lạ đâu, mình đừng có rối lên. Cái quan trọng biết cách phòng ngừa, biết cách phát hiện sớm thôi. Thì trong phòng ngừa hô hấp á, cái quan trọng nhất là rửa tay, mang khẩu trang, mà đặc biệt là người lớn. Ví dụ như mình đi ra ngoài mình sinh hoạt, mình về tới nhà mình ôm con mình liền, thì trong cái lúc mình sinh hoạt đó, cái bàn tay của mình, cái khuôn mặt của mình, cái quần áo của mình, đặc biệt là những người làm tiếp xúc với con nít, tiếp xúc với đám đông, mình cố gắng mình làm cái thói quen là về tới nhà là phải rửa tay, thay quần áo, là chăm sóc con. Đó, thì cái đó là cái quan trọng ban đầu. Cái thứ hai là đứa trẻ nếu nó hiểu được thì nó phải rửa tay, cái bàn tay nó lây dữ lắm. Rồi song song đó là phải uống đủ nước, ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, thì cái điều đó nó làm cho sức đề kháng tăng lên đó. Và khi mình thấy có mùa bệnh á, thì phải tăng cường thêm cái chuyện đó thêm. À, rồi song song đó thì chúng ta phải chích ngừa. Thì cái chích ngừa, cái những cái mũi cơ bản á, ví dụ như là 6 trong 1, thì chích ngừa cho đúng cái chương trình tiêm mở rộng, chích thêm ngừa sởi, và nếu mình có khả năng mình chích thêm cúm và phế cầu, thì nó sẽ giảm được phần nào cái những cái tác nhân nguy hiểm. Thì nếu mình làm tốt như vậy rồi em bé khi nó bị mình chăm sóc nó tốt hơn, nó sẽ có sức đề kháng thêm nữa.